Vâng, quay trở lại với trận thi đấu đang rất căng này. No1 timeline 88 lên 4. Chipboy timeline 128 có đạp đôi nhưng đang bị Seng công vào. Đạp đôi của Seng là đạp đôi tốt hơn so với đạp đôi của Sumerian, hơn một lần công. Trong đó đây là Hào timeline 176. Cuộc chiến về vàng vẫn đang rất căng thẳng. Tiếp tục bơm vàng dành cho Chipboy để sóc hót ra. Màu 8 liệu lên 4 được hay chưa? Đã được đẩy lên đầy 4 rồi. Yamato đang quá đông hot. Chipboy đang yếu thế hơn so với người cầm Seng, nhưng lượng vàng mà game thủ Mạnh Hào ôm được là quá nhiều. Lên 4 đi Khóc, thiếu cái gì. Hào ơi, bơm vàng cho Khóc lên 4 đi. Rất nhiều những kích hot. Tụ 3 kích vào đẩy em ơi. Tụ 3 kích vào mà gì đi. Đã limit dành cho game thủ Mạnh Hào. Bắt đầu di dần. Màu 4, vâng, màu 7 cũng đã lên 4 rồi. Đây là 3 kích hot thần đang đứng lừng lững, nhưng mà cũng có hot tới từ màu 7. Không biết màu 7 đã có hot thần chưa. Đang điều tốt tới từ game thủ Mạnh Hào. Ba đạp đôi dành cho các game thủ bên phía của team GameTV. Bên kia cũng là ba đạp đôi và một hot. Khóc timeline 109 đang xây lờ. Chipboy timeline còn có 104 thôi. Còn 2 máy vàng bên phía nhà Chipboy. Hào. Còn 3 máy vàng bên phía Chipboy kìa. Con thằng 7 nó cướp mất là hỏng đấy. Tham No1 timeline 155. Roman cũng đã có đạp đôi rồi, nhưng No1 đang là đạp đôi tuyển. Đạp đôi của Egypt giống như đạp đôi của game thủ Hưng Nhộn, cũng là Egypt. Tiếp tục là trận đấu đời 4 của cả hai team BiBi Club và team GameTV. Ai đạp tốt hơn người để ăn thôi, và hot của ai kê tốt hơn người để ăn thôi. Hào đang chủ động hơn. Bơm gỗ đi, ai thiếu gỗ hô lên. Ai thiếu gỗ thì hô lên. Hào phải đi chiếm được vàng 3 bãi bên phía nhà màu 7 và nhà Chipboy, nếu không là thua. Hào ơi, bơm gỗ Khóc nhá. Bơm gỗ Khóc. Vâng, timeline limit dành cho Hào, đang phải cướp được bằng được 3 bãi cái vàng. Vâng, rất nhiều hot của Mạnh Hào đang chỉ đi chiếm 3 cái bãi vàng này. Tham lai 191 của Mạnh Hào. Đồ rất khỏe. Khóc tham lai 76. Bị mất hết sạch lờ. Egypt của game thủ bơm gỗ khóc đi. Vâng, Egypt của game thủ Hưng Nhổn đạp bay hết lờ của khóc rồi. Tham lai 180 của No 1. Còn đây là Chip Boy cũng phải nở tham lên. Tham hai đạp đôi này Zoomer chỉ là 8x. Không ổn tí nào. Cho đứng ra hẳn MK 3 bãi vàng đi Hào ơi. Đứng hẳn ra ngoài mà bắn. Vâng, tham lai 193 của game thủ Mạnh Hào. Kê nhà L cho khóc miệng nó một. Vâng, thế trận đời 4. Và nó vẫn còn căng lắm. Chưa thể nói trước điều gì cả. Toàn đạp đôi thôi. Hot thì vẫn còn nhiều dành cho Mạnh Hào, nhưng cần phải chiếm nốt vàng ở ba cái bãi trên góc 12 giờ nhà Chip Boy. Chiếm bằng được ba cái bãi vàng đó. Đây là No 1. Vâng, No 1 đang đạp rất kinh khi là người cầm Egypt. No 1 tham lai là 2 lít. Xem Hào chiếm cái bãi vàng đó thôi. Tiếp tục bơm gỗ và thực cho game thủ Hello Chip Boy và cả game thủ Trương IS. Có một bãi trong nhà Chip Boy nữa đấy. Vẫn cứ là Hot Thần của IA đối đầu với Hot Thần của Sumer. Mẫu 7 Sumer đúng không? Vâng, phải chiếm được chỗ vàng này. Và vẫn cứ phải kê cho game thủ Hello Chip Boy. Nhớ ruộng nhá. Tất cả nhớ ruộng đi. Vâng, đầu 1 tham lai 199. Rất khỏe dành cho đội trưởng đầu 1. Một bài Egypt phải đang đạp đầy kinh nghiệm ở đời 4. Chip Boy đang được liên tiếp Mạnh Hào búp đồ để hồi lại tham lai. Tham lai cũng đã là 135 dành cho game thủ Hello Chip Boy rồi. Khóc cũng đang có tham lai 138. Vâng, thế trận toàn đạp đôi. Còn đây là Hào, vẫn là cuộc chiến để chiếm vàng ở khu vực này. Rất vất vả khi đạp xe lại đạp vào bãi vàng quyết định trong trận đấu này khi mà Hào cũng đang hết vàng rồi. Tụ bà kick hot đứng ở đây và ăn bằng được hai bãi vàng. Một tên bị đẩy lùi tới từ Mạnh Hào. Một tên thiêu tới từ game thủ màu 8, game thủ Tí. Phun hết công nghệ bơm vàng cho Hào đi. Vàng thực nhiều lắm rồi, nó cần gì thực đâu. Em chỉ cần bơm vàng để nó sản hot thôi. Tham lai 177. Đây là No 1. Đánh về lâu về dài thì gỗ sẽ là vấn đề. Rừng đang là rất nhiều ở trong trận đấu này. Đạp đôi Hưng Nhổn bắt đầu tràn vào. Đây là màn hình máy của Mạnh Hào, tham lai 199. Nhớ bảo vệ ruộng nhá, đừng để cháy ruộng. Vâng, hơn 1 giờ trong game. Quyết tâm ăn bãi vàng này. Cả Chip Boy và Mạnh Hào đang cố gắng mút. Timeline Chip Boy 153. Timeline của Khóc, timeline 105 đang đi quản rừng. Còn bãi vàng nào không nhờ? Xem có bãi vàng nào không nhìn đi anh em. Xem ở nhà Khóc còn bãi vàng nào. Hết sạch rồi. Bây giờ đi quản rừng thôi. Đi ăn rừng đi nhá. Đi ăn rừng đi nhá. Vâng, đầu 1 timeline 160. Mạnh Hào timeline 202. Bây giờ phải kê rừng cho các đồng đội của mình, không là hết gỗ. Vâng, vẫn còn rất nhiều vàng. Kê rừng để cho ba đạp đồi được phép đi đạp thoải mái hơn. Nâng các bà ruộng lên nào ơi. Nâng các bà ruộng lên. Một tên chéo sang để cướp vàng tới từ Hưng Nhổn sang cánh của game thủ Chip Boy. Vâng, đạp đôi của Egypt nó rất hổ báo. Tiếp tục là đẩy lên. Đạp đôi Sumer là những đạp đôi không tuyển bằng ba đạp đôi ở bên kia, Egypt, Seng và Roman. Vâng, 3 kick hot tới từ game thủ Mạnh Hào để kê những bãi vàng này. Màn hình máy của game thủ No 1, timeline 157 lọt sâu vào nhà Seng để đạp dần. Còn đây là màn hình máy của Chip Boy, timeline cũng chỉ là 105 thôi. Một thế trận vẫn đang đánh đời 4 rất đau đầu. Lô 1 timeline 129 trong khi thiêu khá nhiều những con đạp đôi. Mạnh Hào vẫn 3.000 thực để bơm đồ. Tám đang đạp vào khu vực này nhưng sẽ cực kỳ khó để có thể lọt được vào nhà của game thủ Mạnh Hào. Lượng hot vẫn là cực kỳ nhiều. Đây là No 1, timeline 150. Hot của Hào vẫn đã có thể kề được nhà tốt cho các đồng đội. Nhưng quan trọng là đi công thì sao, khi mà Chip Boy đang tụt tham thảm hại rồi. Khóc cũng chỉ có timeline 65, 2 Sumer, nở tham. Vâng, đây là những đạp đôi nó không tuyển và bị quản quá ghê. Còn đây là Hào. Ba đạp đôi tuyển bên phía của đối phương. Đã limit và không thể nở được quân dành cho game thủ Mạnh Hào. Bơm đồ thôi. Bơm thịt cho cả No 1 và cả Chip Boy. Tiếp tục là tơn tràn vào. tới từ nhà màu 8. Thế trận đang bị đẩy lùi. Vâng, những con đạp của Roman đang cực kỳ hổ báo. Timeline 190 của game thủ Mạnh Hào. Chip Boy chỉ là tham 96, liên tiếp được búp đồ. Còn đây là No 1 timeline 125. Các nhà đạp đôi phải mid time cơ. Bơm gỗ cho No 1. Vâng, những bãi rừng ở giữa bản đồ đang bị chiếm. Không ai ăn được gỗ cả. Đây là Mạnh Hào timeline 186. Cần phải kê một tơn to khi Hưng Nhổn đang đẩy lên. Đã chính thức hết vàng. Bơm thực vàng đồng đội đi, thực gỗ đi. Các nhà bên kia timeline đều là 2 lít cả. Vâng, trận này đánh để ra thua được. Rất đáng tiếc. Tỷ số là 3-0 C3 cho các game thủ bên phía của team BiBi Club.